vâng xin chào quý vị và các bạn hôm trước cộng đồng anh em nhà mình là cũng dậy sóng về chiếc hyundai santa fe đúng không? nhất là tranh cãi về cái phần thiết kế đuôi và ngày hôm nay thì mình cũng xin mời quý vị và các bạn uh, chiêm ngưỡng thêm những cái sự thay đổi trên người anh em của hyundai santa fe đó chính là kia sorento bản facelift mới với uh, một mẫu xe thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần thiết kế bây giờ rất là quan trọng thì có thể nói rằng là những cái mẫu xe Hàn cụ thể là Sorento ở đây thay đổi rất nhanh và cái sự thay đổi rất nhanh này nó gây áp lực cho các cái sản phẩm trong cùng phân khúc đặc biệt là những cái sản phẩm tới từ những các cái thương hiệu uh, Nhật Bản chẳng hạn nếu như ngày xưa thì uh, một cái thời gian rất lâu hai năm rưỡi ba năm mới facelift một lần sau đấy năm sáu năm mới thay đổi thì bây giờ cứ thay đổi xoay xoay áp uh, chen <laughs> mình gọi là áp chen đúng không ạ thì đấy là một cái điều là áp lực về cái sự thay đổi thì chúng ta nhìn thấy là phần đầu là phần thay đổi rõ nét nhất cái xu hướng thiết kế cái phần đầu vuông bây giờ có lẽ là xu hướng thế chung nhỉ, uh, Sorento này, Santa Fe này, uh, Everest này, đấy thì cái phần đầu này nhìn nó cao và nó vuông. Tuy nhiên mỗi cái mẫu xe thì sẽ có cái, cái điểm nhận diện riêng ví dụ như là mẫu Sorento này thì cái đèn các bạn nhìn cái dải led sáng này nó sẽ chạy theo kiểu như cái logo chữ K Đấy là theo cái trí tưởng tượng của mình Đấy chữ K mình xoay đi một góc Nó ra được cái uh, Cái giải led này Và đối với Sorento thì chúng ta sẽ có Tới bốn cái bim liền Khá là đẹp Và cái mặt ca lăng là cái điểm Mà mình hay gọi là cái phần Bàn thờ đấy Đúng không? Thì nó vẫn là cái phần mũi hổ Mặc dù cái chi tiết nó sẽ khác đi một chút ở phía bên dưới thì uh, các phần hốc hút gió có thay đổi một chút, Đấy, cản dưới có thay đổi cũng một chút và cái đèn gầm này đều là đèn gầm lắp ở cái phần chìm phía uh, ẩn sâu vào phía trong cản dưới. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái phần radar để bắt khoảng cách trong cái hệ thống ADAS này cũng như camera thì cũng vậy thôi. Nhìn chung là cái diện mạo ở cái phần đầu sen này, nó mình đánh giá là, có sự thay đổi khá là rõ nét, khác biệt nhiều so với cái bản Sorento trước và nó mang lại cái góc nhìn mạnh mẽ hơn, đẹp trai hơn, mỹ hơn, Đấy, gọi là mỹ hơn. ở góc nhìn tiếp theo chúng ta sẽ nhìn góc khoảng 45 độ từ phía sau thì chúng ta sẽ thấy được là phần thân xe không có quá nhiều sự thay đổi. đó, gương vẫn đặt trên lùi về phía sau trụ A này tạo ra cái góc nhìn tốt này. À, phần kính trụ B, trụ C, bóng, trụ D vẫn vậy này, đường mạ chrome Đầy đủ. Những cái uh, vật liệu như thế này là cái xu hướng thiết kế của những dòng xe cao cấp, nhưng chúng ta cũng phải xác định rằng là Sorento hay là Santa Fe hay những cái dòng xe trong tầm 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi tùy theo cái phiên bản ấy thì nó không thể so sánh được so với cái chất liệu mạch chrome trên những cái xe gấp 2 gấp 3 lần tiền nhé. Đúng không ạ? Chúng ta đi mua đồ thì chúng ta rất rõ cái điều đấy, nó có cái cùng là vải nhưng nó có rất nhiều vải. Đấy, vải đắt vải rẻ thì cái này cùng là chrome, cùng là sơn bóng thì nó cũng phân ra rất nhiều mặt hàng giá và mình đánh giá rằng cái viền mạ chrome trên những cái xe Hàn ấy nó rất là dễ móp cho nên dùng chúng ta cũng phải cẩn thận. Rồi các cái phần chi tiết này, ba mình nhìn cũng vậy thôi, phần vòm bánh xe, phần ốp nhựa sần nhìn chung là không có nhiều sự thay đổi và cái bản này là cái bản của thị trường Hàn Quốc thị trường nội địa thì cái phần mâm xe nhìn nó khá là đẹp tuy nhiên là cái việc về Việt Nam nó còn có được chọn những cái tùy chọn mâm này không hay là những cái bản mâm theo cách thiết kế khác thì chúng ta sẽ phải chờ cái sự ra mắt tại Việt Nam ạ phần đuôi xe thì nếu mà mình nhìn ấy thì mình chỉ thấy thay đổi cái phần đèn hậu và cái phần cản dưới nhiều thôi đấy thì cái sự thay đổi của cái phần đèn hậu này nó cái họa tiết nó khác này và cái đường ánh sáng nó cũng tạo ra một cái góc nhìn khác Tuy nhiên phần cản dưới là thay đổi nhìn nó bớt dườm già và nó gọn hơn Nhưng cái phần cản dưới này có cái phần sơn màu ánh kim này Mình nghĩ là cho màu đen luôn đi Đen mờ luôn đi thì nhìn nó gấu nó đẹp hơn Thì cái này về như cái bản trước thì nhiều anh em là cũng sơn đen mờ luôn Đấy thì nó tạo ra được cái kiểu như là cái góc nhìn như bản gọi là bản um, black version kiểu kiểu vậy đấy. Một cái thông tin quan trọng nữa là chúng ta sẽ dự đoán về các cái kích thước của xe. Thế thông thường thì một cái nền tảng được tạo ra thì phải dùng mình nghĩ rằng là phải dùng chí ít là phải một vòng đời hoặc chí ít là phải hai vòng đời xe. Có nghĩa là không phải chỉ 5 năm mà có thể lên đến 7 8 năm hoặc 10 năm. Thế cho nên là cái trục cơ sở và cái khung gầm của xe này này cái trục cơ sở ấy. Thì mình nghĩ nó vẫn là cái bản uh, như bản trước thôi, nó không có thay đổi gì nhiều, vẫn là 2810 Tuy nhiên kích thước chiều dài tổng thể là kích thước bao dài tổng thể, ấy, nó có thể thay đổi Do cái thay đổi về cái thiết kế phần đầu và phần đuôi Nhưng nó cũng chỉ uh, gọi là trên giấy đăng ký đăng kiểm thôi Chứ còn nó cũng không có giá trị nhiều về uh, tính chất vật lý và công năng mang lại đâu nhìn chung là mình đánh giá cái cuộc chơi của những cái dòng xe hàn này là cái lối chơi khá là thông minh và người ta áp chen rất nhanh tức là khi mà cái xu hướng thiết kế đi theo cái phần đầu mạnh mẽ nhìn những chiếc xe như kiểu của Ford chẳng hạn đấy thì họ cũng thay đổi rất là nhanh và cái thay đổi đó nó mang lại cái góc nhìn rất tốt ở phần đầu đúng không ạ thay đổi lớn nhất là phần đầu và đặc biệt là phần đèn thì mình nghĩ rằng đấy là cái sự thay đổi khôn ngoan còn lại phần thân và phần đuôi không quá nhiều đầu đó nó chỉ mình đánh giá nó chỉ thay đổi tổng dưới 10% mà thôi tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần nội thất của khoang xe nội thất của những chiếc xe hàn ngày nay thì được đầu tư thiết kế về phần nhìn rất là tốt tuy nhiên vật liệu thì nó sẽ cũng tương đương trong cùng phân khúc thôi nhá đấy hoặc nó so với những cái mẫu xe nhật thì có thể cái vật liệu nó sẽ phải đánh đổi là thấp thấp lên một chút kiểu kiểu là như vậy đấy thì nó phải cái gì cũng thế được cái này thì mình phải đổi bằng cái kia để chúng ta tạo ra được cái sức cạnh tranh nhưng phải nói là thiết kế mới thay đổi mới trên Sorento bản facelift này là đẹp đầu tiên là cái màn hình đôi phía sau cái màn hình đôi đấy là sự ghép của hai cái màn hình 12.3 thì cái này nó đã xuất hiện trên Sportage hay là mẫu Kia Carnival rồi và rõ ràng nó có một cái góc nhìn đẹp nó thay đổi toàn bộ cái mặt tablo này này cái yếu tố thứ hai là các cái cửa gió điều hòa các bạn nhìn sang hai bên đấy Toàn bộ các cửa gió điều hòa thì đã thiết kế khôn hơn rồi. Bản trước thì cái phần điều hòa này thiết kế thành hai tầng nhìn nó hơi rối rắm. Thì ở đây là nó là có phần hai bên này rất rõ nét này, nối liền này và cửa gió là cửa gió chìm. Đấy cái phần ngang này các bạn nhìn này. Đấy. Thì cái này thì nó cũng đã xuất hiện có trên Carnival hay là Sport thế rồi Và toàn bộ cái phần điều khiển hệ thống điều hòa này Rồi âm thanh ở dưới các bạn nhìn xuống dưới một chút đi ạ Đó thì cũng là thành cảm ứng thì cái này cũng coi trên là Carnival hay là test rồi và chúng ta sẽ nhìn rằng rằng cái sức hấp thụ của thị trường nó sẽ phản ánh là ok những cái đó là cái tốt thế cho nên tôi bê lên cái bản phết clip này nó ngon hơn hẳn đúng không ạ chúng ta sẽ nhìn đấy là gì doanh số của test trong cái giai đoạn ra mắt này doanh số của Kia Carnival này Carnival này đó À, một trong những cái đập vào mắt của chúng ta nữa Là cái phần vô lăng thì cũng không thay đổi quá nhiều đâu Ở đây có chăng thì nó chỉ có cái màu da khác thôi Cái logo mới này thì cũng có rồi Hệ thống ADAT có hệ thống điều khiển audio đầy đủ Nó vẫn vậy thôi Khởi động sau vô lăng cũng vậy à, Mở cốp vân vân ngay bên dưới Bên góc trái dưới của vô lăng cũng vậy Đèn auto gặp mưa tự động À ở đây hình như cái vô lăng cái bản này là chỉnh điện Không biết về Việt Nam có hay không ờ, phần yên ngựa đi thì sửa sấy này các cái hộc để đồ này rồi là sạc không dây cũng vậy thôi nhưng hy vọng là cái bản mới này cải thiện cái sạc không dây nó sạc nhanh hơn và nó không bị nóng máy nút sang số cũng vậy thôi Đấy, vẫn là núm tròn dùng nhiều thì nó cũng thành quen thôi mình thích cái thiết kế này cái này thực ra là học trên Red Rover các drive mode 67 drive mode nó nằm ở đây rồi các hệ thống hỗ trợ cam cam 60 này sửa ngay bên dưới đấy, ngay bên dưới đấy phanh điện tử này, vân vân thì nó cũng nằm ở đây thôi. thì uh, phần da ghế phần trang bị da thì tùy theo thị trường. tuy nhiên là mình nghĩ rằng là trong các cái bản mới về Việt Nam nếu có thì Sorento nên có cái màu da bò kiểu như vậy mà nói chung là nó nên có đầy đủ thị trường nước ngoài có như nào thì mình bê về nó cũng phải nên có là như thế đi để cho mình anh em mình chọn nó dễ đúng không ạ? Như loanh quanh nó cứ ngày xưa tôi nhớ là đầu tiên ra mắt có mỗi cái màu ghi màu màu be trắng ấy. Ôi dùng một thời gian nó bẩn thôi rồi giữ đến đau hết cả đầu rồi. đó. Sao không ra làm cái đoàn ấy, cho đủ đi cho anh em mình chọn cái da này thì ừ, có gì khó đâu nhỉ? Nhà cung cấp ở trong Việt Nam bây giờ đầy đơn vị làm tốt rồi. Đấy. Thì tôi tôi nghĩ là như vậy. Chứ không mình anh em toàn cứ phải dùng cái đồ đi sau Nhiều khi bỏ tiền thì có phải rẻ đâu. Mà toàn phải dùng những cái thứ mà đi sau. Thế cày à, Đối với các dòng xe Hàn thì các bạn nhìn trên các cái vai ghế ở cái hành ghế hành khách ấy, thì uh, chúng ta sẽ thấy là điều khiển được để ngả rồi tiến lùi vân vân cái này cũng rất là tiện này rồi thậm chí trên các cái vai ghế này nó đều có cái cầu sạc ok phần tắp bị cửa thì không có nhiều thay đổi vẫn vậy thôi đấy mình nghĩ là cái các cái cấu hình về hàng ghế sau hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba và các cái trang bị thì nó cũng không có nhiều sự thay đổi Thì vận động cơ mình nghĩ rằng là nó cũng không có nhiều sự thay đổi Bởi vì cái vòng đời của uh, động cơ ấy Thì nó cũng sẽ phải là dùng rất là lâu Bởi những cái đó nó yêu cầu một cái chi phí Cho cái việc nghiên cứu và phát triển Nó rất là nhiều Thế cho nên rằng là Chúng ta cũng phải Sẽ dùng những cái cấu hình kiểu như là đã có trên thị trường Như hiện nay như là máy 2.5 này Rồi máy dầu... Diesel là 2.2 và có mấy cái bản sau này mới ra mắt như là Hybrid rồi Plug Hybrid đấy và tại thị trường Việt Nam cá nhân như mình đánh giá là mình nên dùng cái bản máy dầu 2.2 uh, Stream cái đó nó không phải là uh, nó ngon hơn cái máy xăng hay là như thế nào đấy mà cái quan trọng là những cái bản mà lắp tại Việt Nam ấy là các cái bản máy xăng là lắp máy cũ và số của nó số 6 cấp thôi. Chứ không phải là do ông kia này ông làm ra cái máy xăng kém Mà quan trọng là cái thị trường mình đối với cái bản máy xăng ấy Là trang bị các cái cấu hình Nó kém Đấy, nó không phải là những cái bản như ra ở thị trường Mỹ Thế cho nên là ở cái mức chi phí hợp lý thì tôi nghĩ là vẫn đánh giá cao cái cấu hình Là máy 2.2 diesel Và cái bản là bản Signature ấy, AVKD Còn đối với cái bản Hybrid và bản Plug Hybrid thì cái giá nó đẩy lên cao quá nó lại đẩy tiệm cận lên đến cái dòng xe ở cái phân khúc cao hơn rồi thế cho nên là cái chi phí đó chúng ta cũng phải cân nhắc thêm về cái chi phí đầu tư ban đầu thì nhân những cái bức hình đầu tiên trong cái bản clip của sorento mới này ra thì mình cũng xin gọi là uh, bốc phép với anh em là như vậy <laughs> nói bốc phép vui thôi cũng dự đoán một vài cái thông tin dự đoán dựa trên cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ đó hy vọng là bản này sắp có tại việt nam và khi đó cái góc nhìn của mình nó sẽ sát hơn còn bây giờ thì một lần nữa thì cảm ơn sự theo dõi của uh, quý vị và các bạn hẹn các bạn trong những chương trình tiếp theo ạ